Bạch Thầy, con đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm ở nhà có được hay không ạ? Hay chỉ được phép đọc ở chùa? Thì Thầy trả lời câu hỏi này chung cho tất cả những câu hỏi về các thần chú khác. Nha. Tất cả thần chú, mật chú của Phật đọc ở nhà cũng được, đọc ở chùa cũng được, không có cấm. Ở đâu đọc cũng được, nha. Ở chỗ nào cũng được, nha. Chỗ nào mình có thể đọc thần chú của Phật được. Kể cả danh hiệu Phật, ở đâu mình đọc, mình niệm cũng được, nha. Chỗ nào cũng được. Chứ Phật không có cấm, không có chế ra thần chú này chỉ đọc ở chùa hay thần chú này mới được đọc ở nhà. Phật không chế thế, ở đâu mình đọc cũng được. Đọc thần chú để làm gì? Để chúng ta được định tâm. Khi đọc thần chú, thực ra cái câu thần chú chúng ta không có hiểu nó đâu, phải không? Ví dụ chú Lăng Nghiêm cái câu kết là Án la lệ thì ra đầy ba ra đầy, không hiểu cái gì cả. Nhưng nhờ mình chú tâm mình đọc nó, mình kính tín cái lời Phật dạy, mà tâm mình nó được nhiếp, nó định tâm, nó định tâm, cho nên nó được được cát tường, được an lành. Nghe không? Tất cả thần chú đều có cái công năng như vậy. Với cái người tâm thanh tịnh ấy, thì người ta đọc một câu nào cũng có thể thành thần chú được. Nghe không? Như Phật Bồ Tát thì Ngài nói câu nào cũng có thể thành thần chú được. Thế chúng ta thì phải mượn thần chú của Ngài để chúng ta định tâm. Nhé. Thế cho nên với việc tụng đọc thần chú là Phật không có cấm ở đâu mới được đọc. Nghe không?